Này là có clip nha anh em ơi. Đây. Mình có hai con giống như thế này luôn nha. Mình quay cho anh em coi sơ qua nha. Còn chơi nguyên cặp thì mình kiếm con kia này nha. Con này bao hát nha. 4308 nguyên cặp á. Con này chắc là made in Hà Lan rồi anh em ơi. Có quay đây. Rồi chưa? Mình làm mấy cái video nhỏ nhỏ cho anh em coi cho nó lẹ vô. Vô ngay luôn khỏi đợi. Rồi thích cái nào thì nhắn nha anh em.